chú sao thắp mấy thứ vô ha, ví dụ như chú nói vậy ngoài ngoài á. Chú cắt xác tôi đục rồi. Ta keo vô sở cho lòi rễ ra cái là thấy ghiền liền không? Vậy vậy gì? Đục xác vô té keo rồi nó kéo lại. Thu cái tiếng đờn vô đây nè, cũng là tập thành cả. Chứ không phải là chuyện đứt vô ca hay. Tôi lên Hiệp Đức mấy ông kia nó cũng tai kiển gì lại nghe tôi nói hồi cái rồi không xong luôn. Thấy muốn ngứa tay rồi. Tôi mà như một lần người tôi tèo tôi cắt mấy nhánh vội vội đó rồi. Cái vú nó phình lên là hạn chế nó bến phình lên là đẹp liền. Đây cũng vậy mà tôi ra ngoài cũng vậy nữa không? Không, không đẹp bỏ rồi. Vô kiển là học chữ nhẫn. Mấy con này buộc bài bản quá em. Biết sao không? Cái cây kiển mà nó có giá trị thì tiền tỷ. Con người mình á, lỡ tai nạn giao thông đền có. Chú Bảy cái phụ nó đi cái chú Bảy. Phụ kia nãy không? Mới vô phụ quay. Thẳng đây nè, ai đi chuyển qua nó chung đó cưng. Nhà con thấy ấy mua quá 5 kg nó mới mua gì nó gửi cho. Mẹ ơi, cho em quay cái. Đứng không đứng đứng lên á, đứng lên góc lát nguyên cây. Lát được không? À.